bởi họ đang kỳ vọng rất có thể đây sẽ là trận đấu mà Sài Gòn Heat sẽ giải quyết series và nâng cao chức cúp vô địch của VBA. Những điểm số đầu tiên của trận đấu đã đến với Nha Trang Dolphin. Những cú ném ba cũng đã lên tiếng với một block. Dominic Thâm rất chống chải và Thâm mang về điểm số thứ 5 cho Dolphins.